Việc này có hợp pháp không? Nó hợp pháp mà. Không thể tin được. Hàng năm cứ vào mùa vụ, qua một đêm lại có những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện trên khắp các thửa ruộng. Hầu hết những sự kiện đó xảy ra ở nước Anh, rất gần với khu vực vòng tròn đá bí ẩn Stonehenge. Hiện tượng chưa được lý giải này còn được gọi tên là những vòng tròn bí ẩn. Và chúng ta đơn giản là không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng. Chúng hoàn toàn có thật. Ai đã làm điều này? Sao họ làm thế? Họ đến từ đâu? Họ muốn nhắn nhủ điều gì đến chúng ta? Người ngoài hành tinh chăng? Tôi cũng không biết. Kể từ những năm 1970, những người đam mê khám phá, các nhà báo và cả các nhà nghiên cứu độc lập đã cố gắng để lý giải những bí ẩn xung quanh những dấu hiệu kỳ lạ này, mà tầm nhìn tốt nhất để quan sát chúng là từ trên cao. Có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra. Chúng tôi thực sự không biết chúng là gì. Chúng tôi không biết chúng đến từ đâu. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng rất chân thực. Chỉ có điều chúng tôi không biết chúng là cái gì. Đây là một dấu hiệu từ tự nhiên, hay là thông điệp từ ngoài hành tinh, một trò đùa ác ý, một hoạt động ma thuật huyền bí, hay là kết quả của một hiện tượng vật lý hay khí tượng chưa được lý giải. Có lẽ còn có những chiều không gian khác nữa đang hiện diện cùng chúng ta ngay bây giờ. Chỉ có điều chúng ta không thể nhận ra nó. Một cái gì đó thực sự rất kỳ lạ đang diễn ra. Có rất ít nhà khoa học chính thống cống hiến cuộc đời mình để nghiên cứu bí ẩn về những vòng tròn này. Có lẽ bởi họ sợ điều gì đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu độc lập đang cố gắng để vén bức màn sự thật. Và mặc dù ngày nay với tất cả công nghệ hiện đại mà chúng ta đang có, bí ẩn phía sau hiện tượng những vòng tròn bí ẩn này vẫn còn là một bài toán không có lời giải. Liệu sẽ có ngày chúng ta hiểu được nó không? Vòng tròn bí ẩn này tạo thành những mẫu hình học ngoạn mục, thường là hình tròn nhưng không phải luôn luôn như vậy. Có vẻ như chúng xuất hiện mà không hề có lý do, và đến giờ vẫn không hề có nhân chứng nào nhìn thấy tận mắt chuyện gì đã xảy ra. Chúng có thể xuất hiện dưới những hình thái khá đơn giản, nhưng đôi khi chúng có kích thước lớn đến đáng kinh ngạc và vô cùng tinh xảo. Hầu hết chúng xuất hiện vào những tháng mùa hè trước khi thu hoạch mùa vụ. Miền Nam nước Anh, trong vùng Wiltshire, một hình tam giác nằm giữa các làng Avebury, Davies và Pewsey được ghi nhận là trung tâm xuất hiện nhiều nhất các hiện tượng này. Chào mừng các bạn đến với khu vực thiêng ở Neolithic, nơi rất gần với những vòng tròn đá bí ẩn Stonehenge và đồi Sinbury, nơi có rất nhiều nghi lễ và phong tục mê tín dị đoan đã ra đời. Không phải là có nhiều nơi bạn có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng này khi ai đó hay cái gì đó đã vẽ lên trên một diện tích khổng lồ, hoàn toàn trong tự nhiên và đã liên tục như thế qua nhiều thế kỷ. Philip Ulland đã phải thay đổi toàn bộ cuộc đời mình kể từ 15 năm trước đây, khi những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe đã suýt nữa làm ông mất đi sự sống. Ông ấy đã từ chức và rời khỏi cuộc sống của mình ở trung tâm kinh doanh lớn nhất với những tòa nhà chọc trời trong lòng Paris, quyết định dành hết đam mê cho việc nghiên cứu những vòng tròn bí ẩn. Hiện tại ông ấy đang sống ở Avebury và dành hầu hết thời gian để chụp ảnh, nghiên cứu hiện tượng này. Ông nhận ra rằng cách tốt nhất để quan sát chúng là từ trên cao. Nếu bạn có thể may mắn quan sát được chúng từ trên cao, bạn sẽ thấy chúng thật đáng kinh ngạc. Chúng vô cùng ấn tượng và bằng cách nào đó sẽ khiến bạn bị sốc ngay lập tức. Tôi chưa từng thấy một hiện tượng nào có thể liên tục lặp lại hàng năm ở một kích thước rộng lớn đến như vậy. Nó quả thật vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta biết rằng những vòng tròn bí ẩn này không phải là một hiện tượng mới chỉ xảy ra gần đây, mặc dù đó chẳng phải là một kiểu mặc khải nào của Chúa Trời, cũng như không phải đến từ những máy móc của công nghệ kỹ thuật hiện đại. Ta chỉ biết rằng những dấu hiệu này, chúng rất cổ xưa. Những vòng tròn đồng ruộng bí ẩn này cũng có thể là tiếng vang vọng còn sót lại cho đến ngày nay, cùng với những di sản bí truyền và huyền bí của nước Anh. Chúng nhắc nhở chúng ta về thời kỳ cổ đại, khi mà những vòng tròn đá, những địa điểm linh thiêng và những truyền thuyết thiêng liêng vẫn còn là trọng tâm trong đức tin của mọi người.
Cũng giống như một manh mối xuất hiện từ quá khứ, có hai dòng năng lượng lịch sử được cho là trải dài liên tiếp trên các hòn đảo. Một hướng từ Bắc xuống Nam, một hướng từ Đông sang Tây. Ngay điểm giao cắt của hai dòng năng lượng này chính là trung tâm khu vực xảy ra hiện tượng những vòng tròn bí ẩn, chỉ cách vài mét so với những địa điểm lịch sử lớn nhất của nước Anh. Đây là ngôi làng Avebury. Chúng tôi không biết chắc ngôi làng này đã được bao nhiêu năm tuổi, nhưng có lẽ phải hơn 5.000 năm. Và những vòng tròn bí ẩn đã xuất hiện ở đây vào ngày 1 tháng 8 năm 2012. Hàng năm có hơn 150 vòng tròn bí ẩn như vậy xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Hầu hết chúng xuất hiện ở nước Anh, nhưng chúng cũng được tìm thấy ở Hà Lan, Ý, Pháp và thậm chí là cả Mỹ, Canada và Úc. Chúng đều có chung đặc điểm là những hình học tâm linh và được tạo hình tinh xảo tới mức hoàn mỹ. Đó là những hình học tâm linh. Chúng là hoa mandala. Đó là ngôn ngữ cổ xưa như chính vũ trụ này vậy. Chúng được sử dụng ở đây, ngay tại châu Âu này, kể từ thuở khai thiên lập địa, bởi vì rất nhiều những hình ảnh tương tự như thế này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bất kể nguồn gốc của những vòng tròn bí ẩn này có thể là gì, sự hấp dẫn của chúng là không thể phủ nhận. Hàng năm có hàng triệu du khách đổ xô tới Windside với hy vọng được nhìn tận mắt và khám phá điều bí ẩn. Một số đi tìm kiếm những lời giải thích phù hợp, một số khác thì lại tới đây vì những niềm tin và tâm linh. Tôi muốn đo lường các loại từ trường điện tử của những vòng tròn bí ẩn thực sự. Chúng sẽ tạo ra những loại từ trường điện tử như thế nào? Đúng thế, khu vực này tạo ra từ trường. Ở đây đo được mức từ trường là 4. Chỗ kia của Kenley là 6, phía trên cao lại là 5. Vậy có nghĩa là mức từ trường ở các điểm khác nhau là khác nhau, nhưng nó đều là những từ trường khá cao. Đây là một khu vực có rất nhiều điện từ, vì vậy bạn phải tìm hiểu rất kỹ các khu vực để đảm bảo là bạn không ngồi ngay lên một điểm nóng trong từ trường địa lý. Chúng tạo ra cảm giác như thế nào? Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Nó không loạn nhịp, nhưng nhanh hơn. Các xung động, dao động điện từ, trường năng lượng, cảm giác an bình, tất cả những điều đó dường như đều từ tác động của những vòng tròn bí ẩn này. Sức mạnh tràn đầy năng lượng và thần bí từ những vòng tròn bí ẩn luôn thu hút các du khách. Một bài báo từ năm 1678 đã khẳng định rằng không có con người nào có thể làm được điều đó. Chúng ta không biết rằng ai đã làm ra chúng, thế nên có người nói rằng đó là công trình của quỷ. Mỗi thời đại dường như đều có câu trả lời riêng cho hiện tượng này. Trong suốt khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, một số phi công của Luftwaffe đã nhìn thấy những vòng tròn bí ẩn này ở nước Đức. Người Đức cho rằng người Anh đã làm điều này với họ, rằng các vòng tròn bí ẩn trên lãnh thổ Đức đã bị mã hóa thông điệp cho không quân Anh. Chúng ta dường như luôn tìm cách thức hợp lý để nhìn vào thế giới xung quanh chúng ta. Vào vũ trụ này, chúng ta dường như tin rằng mọi thứ xảy ra trên đời chỉ có thể được tạo ra bởi bàn tay con người. Vì thế, chúng ta luôn tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. Nhưng những gì đã từng được cho là logic trong thời chiến tranh giờ không còn logic nữa.
giờ đây cách lý giải đó trở nên vô nghĩa. Khi chúng tôi hỏi những người dân địa phương về lần đầu tiên họ nhìn thấy những vòng tròn bí ẩn, ngay cả những người lớn tuổi nhất cũng đã thừa nhận rằng họ đã nhìn thấy chúng ngay từ khi còn nhỏ. Những vòng tròn bí ẩn này bùng nổ ở nước Anh vào những năm 1990. Một vài người nông dân đã lợi dụng được điểm hấp dẫn này. Tim Carson nói rằng có tới hơn 120 vòng tròn bí ẩn như vậy xuất hiện trên khu đất của anh. Vào năm 1990, chúng tôi bán được không biết bao nhiêu cái áo phông, rồi móc chìa khóa và những chuyến bay trực thăng để phục vụ. Tôi không nhớ nữa, 20 hay 30, có khi lên đến 40.000 người đến đây để chiêm ngưỡng những điều kỳ lạ này, vì đó là lần đầu tiên họ thấy chúng. Vài năm sau, chúng tôi bắt đầu mở cửa bán vé cho mọi người vào xem. Chúng tôi có đông khách tới mức chúng tôi để một cái hộp để mọi người bỏ tiền vào đó để được vào tham quan cánh đồng, nhưng cái hộp cứ liên tục đầy ắp tiền. Và tôi thấy đến đây là quá đủ. Trong một khoảng thời gian dài, những người nông dân đã quá mệt mỏi với số lượng khách du lịch tăng lên gấp bội. Những người sẽ gây thiệt hại cho mùa màng khi nghiền nát các thân cây bằng cách đi qua cánh đồng. Mùa màng là thu nhập chính của người nông dân và thiệt hại cho mỗi cánh đồng có vòng tròn bí ẩn ước tính khoảng từ 700 đến 1.400 euro. Tôi đang làm việc trên cánh đồng, rồi tôi nghe thấy tiếng trực thăng. Và rồi 20 phút sau, chiếc trực thăng vẫn lơ lửng trên cánh đồng này, lượn đi rồi lượn lại. Tôi đứng dưới cánh đồng và tự hỏi, họ đang làm cái gì trên trời thế nhỉ? Rất khó để có thể nhận ra những vòng tròn bí ẩn nếu chỉ đứng trên mặt đất. Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của những người săn tìm vòng tròn này, những người không có máy bay trực thăng nên những trực thăng thường xuyên lượn khắp trời, chụp ảnh rồi đưa chúng lên mạng. Các dữ liệu này được cập nhật trên ứng dụng di động với tần suất hàng ngày. Tôi lên xe và lái xe đến đây. Chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất. Rồi khi tôi đến nơi, thì đột nhiên có hai người phụ nữ đang đi ra khỏi ruộng. Tôi liền nói, xin lỗi, đây là đất tư, các vị đang làm gì ở đây vậy? Họ nói, ruộng này có những vòng tròn bí ẩn. Tôi rất lo lắng khi họ nói rằng hình ảnh ruộng lúa của mình đã lan truyền trên mạng Internet. Tôi gọi cho cảnh sát địa phương và nói, tôi đang gặp rắc rối ở đây. Có một sự thật là hầu hết những vòng tròn bí ẩn này đều xuất hiện trên khu đất tư. Trong khi tất cả những người nông dân cố gắng hết sức để bảo vệ ruộng đồng của họ, thì du khách lại càng làm hết sức để tìm kiếm vị trí của những vòng tròn đó. Hai địa điểm nằm ở cạnh phía nam của hình tam giác là nơi thu hút du khách tìm kiếm những vòng tròn bí ẩn này nhiều nhất. Một địa điểm nằm ở vùng nông thôn, còn điểm kia nằm trong thị trấn. Ở thị trấn Device, những vòng tròn bí ẩn gần đây đã được trưng bày hình ảnh ở bảo tàng địa phương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tìm thấy vòng tròn bí ẩn ở nước Anh vào cuối những năm 1960, những cơ sở công cộng đã tổ chức một cuộc triển lãm để công nhận những di sản lịch sử của họ. Monique Linkenberg, một nhà nghiên cứu độc lập phụ trách tổ chức triển lãm, một bộ sưu tập các bức ảnh chụp từ trên không đã gây ra nhiều kinh ngạc với người dân địa phương. Những người dân địa phương đã nghe nói nhiều về những vòng tròn bí ẩn, nhưng đứng từ dưới mặt đất, họ không nhận thức và quan sát được chúng. Đối với họ, chỉ nhìn thấy có chuyện gì đó đã xảy ra trên cánh đồng và trông chúng thật hỗn loạn. Nhưng khi họ nhìn thấy những bức ảnh được chụp từ trên không, họ đã thốt lên, ôi thật sao, đây là đất ruộng của chúng tôi đấy ư.